Đừng trách anh đổi thay người ơi, giờ đây tình đã không còn đẹp như đôi ta bên nhau hôm nào. Hạnh phúc đã theo thời gian cho xa mãi mãi, tiếc nuối bao nhiêu kỷ niệm ngày mình bên nhau. Các bạn biết không, Phúc chỉ hát có vài câu như vậy thôi đó mà bà xã của Phúc càng ngàn la ó quá trời luôn. Mình nói là sao ở nhà mà anh cứ hát những cái bài chia tay thất tình hoài vậy, nghe riết rồi có chuẩn bị có hôn. Bà còn nói muốn thay đổi, tôi cho thôi đẩy luôn bây giờ, nghe mình sợ hết hồn. Bây giờ sợ quá nên Phúc phải đi đăng ký cuộc thi marathon tại nhà cho bớt sợ này cả nhà. À mà nói đến vấn đề này thì chắc chắn là các bạn chưa biết, để Phúc bật mí cho các bạn nghe. Đây là cuộc thi marathon online tại nhà hết sức độc đáo do nhãn hàng hàng đầu về máy tập tại Việt Nam Kingsport tổ chức, với rất nhiều phần thưởng hấp dẫn dành cho bất cứ ai chạy trên máy chạy bộ tham gia. Mục đích nhằm khuyến khích tinh thần tập luyện tại nhà. Cách thức rất đơn giản, các bạn hãy đăng nhập vào fanpage kingsport.vn và gửi clip tập luyện trên máy chạy bộ tại nhà về cho Kingsport, và rất nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ các bạn. Và không phải để các bạn chờ lâu thêm nữa, bây giờ xin mời các bạn hãy theo chân Phúc cùng tập với máy chạy bộ Kingsport nào. Wow, đây là chiếc máy chạy bộ Kingsport. À mà Phúc cùng bật mí thêm cho tất cả các bạn một điều nữa là đây là chiếc máy chạy bộ đa năng cao cấp KS2050 đang bán chạy nhất trên thị trường hiện nay của Kingsport. Vâng, và vừa rồi Phúc cũng đã chạy thử trên chiếc máy chạy bộ KS2050. Bây giờ Phúc sẽ review cho các bạn thấy cái công dụng của chiếc máy này ha. Phúc thấy cái chiếc máy nó cũng khá là gọn so với ngôi nhà của mình, nên là các bạn có thể về đặt ở một cái bất cứ một cái vị trí nào đó trong ngôi nhà của mình rất là dễ và rất là đơn giản ha. Thảm thì nó cũng rộng và chiều dài nó cũng thoải mái để cho mình chạy. Thì cái chiếc máy thông thường tốc độ nó chỉ khoảng 18 km thôi, nhưng mà chiếc máy KS2050 này tốc độ nó lên đến 18.8 km/h. Đó là điều khác biệt. Và điều khác biệt thứ hai đó là chiếc máy này nó có tới 12 chế độ tập luyện rất đa dạng dành cho tất cả mọi người, phù hợp ở mọi lứa tuổi. Chiếc máy này rất là tiện lợi cho cả gia đình của mình nha cả nhà. Vâng, và điều thứ ba đó là trên chiếc máy này nó có thêm cái phần đai tập cho phần eo, rồi có đai để mình tập những cái phần cơ khác như là tay, hông, đùi ha. Nó rất là tiện lợi, có thêm nhiều cái chế độ để cho cả gia đình của chúng ta cùng tập và cùng phù hợp với những cái bài tập trên cơ thể của chúng ta, làm cho chúng ta có nhiều cái bài tập đa dạng hơn. Và điều đặc biệt là khi chúng ta tập thì chúng ta cũng phải cần có âm nhạc, đúng không cả nhà? Thì trên chiếc máy này nó đã tích hợp phần âm nhạc và kết nối bằng Bluetooth rất là nhanh và rất là tiện lợi để chúng ta khi tập và chúng ta có thể nghe những bản nhạc mà chúng ta yêu thích. Vâng, và để tổng thể cho chiếc máy này thì Phúc thấy đây là một cái chiếc máy tập chạy bộ dành cho gia đình rất là hợp lý trong thời điểm này, để chúng ta có thể cả gia đình của chúng ta được tập luyện. Trên màn hình thì có màn hình LED hiển thị hết tất cả các thông số cho tất cả các buổi tập của chúng ta, rất là tiện lợi. Những cái phần cảm ứng trên màn hình thì rất là nhạy và chúng ta chỉ có thể chạm nhẹ thôi là nó có thể hiển thị lên tất cả các thông số như mình mong muốn. Và đây chính là chiếc máy dành riêng cho tất cả những ông chồng nào muốn chạy nhanh hơn vợ, và chắc chắn khi tập xong là sẽ giọt nhanh hơn ngay. Và giọt nhanh đến đi đâu? Giọt nhanh đến Kingsport để nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Và chương trình sẽ được phát trực tiếp trên fanpage Kingsport và fanpage Ưng Hoàng Phúc cùng rất nhiều nghệ sĩ khác vào ngày 9 tháng 7. Các bạn hãy tham gia cùng Phúc nhé!